Bao gia điện thoại Meta Virtu 2 Yatogo là một phụ kiện không thể thiếu cho những ai sở hữu chiếc điện thoại Virtu đẳng cấp. Bao gia được thiết kế tinh xảo với các chi tiết khoét lỗ tròn đặc biệt. Đây không chỉ là một điểm nhấn thiết kế mà còn là sự kết hợp hoàn hảo giữa tiện ích và thẩm mỹ, giúp chủ nhân của chiếc điện thoại Virtu luôn nổi bật và thể hiện đẳng cấp. Ngoài ra, mặt sau của bao gia còn có một chi tiết hình ngũ giác khéo léo quét gọn để lộ ra những đường nét tinh tế của chiếc điện thoại Virtu. Sự kết hợp này không chỉ giúp bảo vệ thiết bị mà còn tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản của Meta Virtu 2, tạo nên một tổng thể hoàn mỹ không hề nhầm lẫn. Da được lựa chọn kỹ lưỡng để đảm bảo chất lượng cao cấp và độ bền vượt trội. Với kết cấu bề mặt mịn, các đường vân tự nhiên mềm mại và khả năng chống chì xước tốt, không chỉ mang lại cảm giác cầm nắm êm ái mà còn giữ được độ mới mẻ qua thời gian. Không chỉ là phụ kiện thời trang mà bao da còn là lớp áo giáp hoàn hảo bảo vệ điện thoại khỏi những va đập, chì xước trong quá trình sử dụng. Với thiết kế vừa vặn, ôm sát, bao da giúp hạn chế tối đa bụi bẩn và giữ cho điện thoại luôn trong tình trạng tốt nhất. Kỳ lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.